qua Mỹ đi làm neo đó, thấy không? Gần nhà đi nửa tiếng đồng hồ, đi bộ, thấy chưa các bạn? Đi bộ về tới nhà đó, thấy không? Đầu giờ người ta đi làm ra. Đi nửa tiếng đồng hồ, đi tàn tàn về, thấy không? Xách giỏ cơm đi về, lai rai nửa tiếng đồng hồ, cảnh giặc ban đêm đó. Hồ bơi đó đóng cửa rồi các bạn ơi, hồ bơi đóng cửa rồi. Tháng 9 tháng 10 đóng cửa rồi các bạn. Xe người ta đi làm về. Không có xe, đi bộ nửa tiếng về tới nhà, vậy thôi. Cuộc sống mưu sinh à, các bạn thấy không? Cuộc sống mưu sinh. Vừa đi bộ, vừa exercise, vừa vui nữa, phải không? Đỡ xe, đỡ xăng, đỡ đủ thứ. Đi như vậy là kêu là đường 87, 79, 9 lóc đường, 10 lóc đường. Lóc có nghĩa là 10 cái ngã tư á. Ừ, để về tới nhà đi nửa tiếng đồng hồ. Cũng thú vị á, thú vị lắm. Các bạn nên thử làm đi. Trời này thì giống như Đà Lạt vậy đó, cỡ chừng 12-13 độ, ngay mùa Noel đó. Bạn áo vô đi từ từ đi à, về tới nhà thôi. Cảnh vật ban đêm thực tế à, người ta bắt đầu đi làm về, cây bắt đầu vào mùa vào thu rồi, lá rụng à. Bên hông đường lá rụng, cỏ vẫn còn xanh, cỏ nó dài lắm các bạn ơi. Ừ, 2-3 tháng nữa nó mới chìm xuống, nhưng mà nó không có lớn lên nữa thì thôi. Và đến mùa xuân bắt đầu nó đâm chồi nó lên nữa. Ừ, cắt cỏ hoài cho nó đẹp. Đây là con đường cũng vừa thôi chứ không phải là highway. Highway xe nó chạy dữ hơn. Con đường này cho chạy cỡ chừng tính ra ở Việt Nam á thì cỡ chừng 60-70 cây giờ đó. Ừ, mà cái này xanh đằng đỏ. Tính bên này nguyên thủ đó, cỡ chừng 40-50 mai một giờ cho chạy limit. Đây là những khu nhà người ta ở ban đêm này, rất là yên tĩnh các bạn. Gần mùa Noel rồi, bắt đầu nhiều nhà bắt đầu người ta bắt đèn lên này. Cảnh vật ban đêm ở miền Trung nước Mỹ à, mình thấy á, nhiều khi vậy á, cuộc sống con người sanh ra lớn lên phải đi làm, thấy không? Mà ở một cái đất nước á nó như vậy mình thấy á, rất là bình yên.
rất là bình yên. Đây là ban đêm, cảnh vật ban đêm, những đó, những cái khu nhà người ta ở, quẹo vô các bạn thấy chưa đó. Đó, mình đi tàn vậy mà cũng gần tới nhà ha. Xe đó, nhà ta ở đây, nhà này sát mặt đường, còn có những khu nhà nó đi vô những cái khu ở trong yên tĩnh hơn. Đây những cái trụ điện, những cái cột điện, cột nước, đủ thứ, hạ tầng cơ sở rất là tốt các bạn. Thấy không? Vậy nha. Chúc các bạn một ngày yên lành, một ngày tươi đẹp. Thôi, gần về tới nhà rồi. Đi nãy giờ cũng gần nửa tiếng á. Nhà ăn cơm, nghỉ ngơi, coi phim. Lành mạnh thì thôi. Bye các bạn nha.